Công an xác định tài xế taxi trả tiền âm phủ cho du khách nước ngoài. Chiều ngày 21 tháng 7, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, người trả tiền âm phủ cho du khách nước ngoài và gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua là tài xế taxi chứ không phải là người lái xe xích lô. Tài xế taxi trả tiền âm phủ cho du khách nước ngoài được xác định là Trần Văn Phong, 29 tuổi, trú tại Xuân Phương, huyện Xuân Trường, Nam Định, không phải lái xe xích lô như mạng xã hội đã thông tin trước đó. Hai du khách xuất hiện trong clip cũng được xác định là mang quốc tịch Tây Ban Nha chứ không phải là người Pháp. Theo điều tra của Công an quận Hoàn Kiếm, khoảng 19 giờ ngày 16 tháng 7, sau khi rời một nhà hàng trên đường Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, du khách Miguel Angel Fernandez Lemalet, 37 tuổi, cùng bạn gái là Elena Belescor Hernandez, 37 tuổi, cùng mang quốc tịch Tây Ban Nha, vẫy một xe taxi có logo sao Việt Nam để về khách sạn tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Khi về đến khách sạn thì anh Miguel đưa cho lái xe Phong 500.000 đồng và được anh này trả lại 3 tờ giấy. Nghĩ là tiền thừa trả lại nên anh Miguel đã nhét vào túi và vào khách sạn. Sáng ngày 17 tháng 7, khi cùng bạn gái đến số 21 Hàng Tùng để mua vé đi du lịch Sapa, thì du khách này đã phát hiện ra 3 tờ tiền mà lái xe taxi trả lại hôm trước là tiền để đốt vàng mã, không có giá trị. Tuy nhiên thì cả hai không đến cơ quan công an trình báo mà tiếp tục đi Sapa chơi và quay lại Hà Nội vào chiều ngày 19 tháng 7. Sự việc xảy ra tại 21 Hàng Thùng đã được một người quay video và đăng tải lên mạng xã hội. Tiếp nhận thông tin này, Công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc điều tra và đến ngày 20 tháng 7 đã xác định được người trả tiền âm phủ cho khách Tây, đó chính là lái xe Trần Văn Phong. Tại cơ quan công an quận Hoàn Kiếm là tài xế Phong đã khai nhận hành vi và cho rằng đã biết lợi dụng việc khách không biết về tiền Việt cho nên nảy lòng tham chiếm đoạt tiền thừa của khách hàng. Do vụ việc xảy ra tại địa bàn quận Long Biên nên Công an quận Hoàn Kiếm đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Long Biên tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Người mẹ Sài Gòn may mắn nhận lại được con trai thất lạc 3 năm sau khi xem clip song ca với Trường Giang. Vô tình xem được clip con trai đứng hát với danh hài Trường Giang trong chương trình Man Bird khi đàn ông mang bầu phát sóng trên VTV3. Người mẹ bán vé số đã mừng rỡ nhận ra đứa con trai đã thất lạc 3 năm về trước. Người mẹ vé số may mắn nhận lại con trai thất lạc 3 năm. Câu chuyện xúc động xảy ra tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Tàn Tật Mồ Côi Thị Nghè, 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trong clip nghệ sĩ Trường Giang ghé thăm, vui chơi cùng các bé khuyết tật tại trung tâm được chiếu trên VTV3, đã để lại hình ảnh và thông tin giúp cho người mẹ tìm lại người con. Cậu bé may mắn ấy là Nguyễn Văn Tân, 8 tuổi, mắc hội chứng tăng động, chậm phát triển tâm thần. 3 năm trước, trong một lần vui chơi thì bé Tân đã để lạc mắt mẹ từ Tây Ninh lên Sài Gòn. Nhờ sự hỗ trợ của người dân, cậu bé đã đưa về trại Thanh Thiếu Niên 2 thành phố Hồ Chí Minh chăm sóc. Tại đây, sau khi chuẩn đoán bị mắc bệnh tăng động từ nhỏ, Tân nhanh chóng được chuyển cho các bác sĩ ở Trung tâm Bảo trợ Trẻ Tàn Tật Mồ Côi Thị Nghè. Từ đó thì hơn 3 năm nay, trung tâm luôn luôn quan tâm Tân, chăm sóc, điều trị từng chút một. Tìm hiểu hoàn cảnh của các bé, khi chương trình Người Đàn Ông Mang Bầu đã nhanh chóng tổ chức một cuộc giao lưu cùng trai trẻ, các nghệ sĩ như Trường Giang, Hương Giang, Tránh Thành, Kỳ Duyên đã tham gia thăm các bé. Vào ngày 13 tháng 7, sau khi clip bé Tân đứng hát trên cùng Trường Giang, Hương Giang được chiếu trên VTV3, chị Lơ là mẹ của bé đã nhận ra đó là đứa con thất lạc 3 năm trời. Ngay sau đó, người mẹ đã nhanh chóng tìm đến trung tâm để nhận lại con. Dù xa gia đình rất lâu nhưng mà Tân thấy mẹ vẫn nhận ra ngay. Cả gia đình đều vui mừng vì hạnh phúc này. Chị Phượng, bảo mẫu của bé Tân cho biết, nhà nghèo quá, thấy bé sống tốt, hòa nhập hơn nên mẹ quyết định để lại trung tâm điều trị thêm. Câu chuyện xúc động là niềm vui lớn cho toàn thể trung tâm trong suốt nhiều năm liền đồng hành cùng các bé. Vì ở đó những đứa trẻ mồ côi mang trong mình vô số những căn bệnh quái ác. Nhiều năm liền đội ngũ y bác sĩ vẫn túc trực ngày đêm để điều trị cho các cháu. Bác sĩ Lê Thị Hương Lan, phó giám đốc trung tâm kể, mình san sẻ bớt niềm nào nỗi đau của trẻ, chăm chút từng ly từng tí một, nhưng không tài nào bằng gia đình được. Chị ấy vẫn thấy các buổi chiều, tụi con nít hay đứng ở cửa sổ ngóng nhìn, thích người lạ, thích sinh viên tới chơi lắm. Tụi nhỏ luôn luôn thiếu cái gì đó. Chị L vất vả từ Tây Ninh lên Sài Gòn tìm lại con, thấy Tân giờ đây đã lớn khôn,
dần trở nên hòa đồng và phát triển nhiều hơn xưa, chị vui lắm. Song vốn nhà quá nghèo, còn nuôi bốn bụn con thơ, mỗi ngày một mình người mẹ vẫn lẻn lội đi bán vé số kiếm thêm chút đỉnh tiền trang trải cuộc sống. Nghĩ tương lai không đủ tài chính để chữa trị cho Tanh, chị L quyết định để bé lại cho các bảo mẫu trung tâm. Lúc ra về, người mẹ thấy được cuộc sống ổn định hiện tại của Tanh nên đã ngỏ ý để lại một thời gian nữa. Thôi thì hoàn cảnh bản thân quá ngoặt nghèo, nên trung tâm vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc và giúp đỡ cho bé, chị Phượng chia sẻ thêm. Vậy là giờ đây Tanh đã có thêm một gia đình thứ hai cho mình, ở đó Tanh cũng sẽ lớn lên như bạn bè tràng lứa và nhận những bác sĩ sẽ là người mẹ thứ hai của mình. Hơn nhiều năm nay, trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi thị nghè đã là mái ấm cho hàng trăm đứa trẻ. Hàng ngày chúng đều được các bác sĩ bảo mẫu tích cực chăm sóc hết mình. Hỏi ra thì chị Phượng cười duyên, xem như cái nghiệp mình gắn bó với từ nhỏ cả đời nên không thể nào bỏ được. Cũng từ tình thương ấy, vô vàn những đứa trẻ dần vươn lên bệnh tật hòa nhập với cuộc sống hơn. Đó là niềm vui của bác sĩ Lan, chị Phượng và hàng chục người tại trung tâm để viết tiếp những câu chuyện đẹp của Tanh như thế. Vụ điểm thi ở Hà Giang cao bất thường. Sự thật về gia thế của những thí sinh đang bị dân cư mạng miệt thị là dùng tiền để mua điểm. Vụ điểm thi ở Hà Giang cao bất thường. Sự thật về gia thế của những thí sinh đang bị dân cư miệt thị dùng tiền mua điểm. Lùm xùm liên quan đến điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia ở Hà Giang khiến cho 3 thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước tại đây đang bị dân cư mạng đặt ra nghi vấn dùng tiền mua điểm. 3 thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước gây tranh cãi khi lộ ra bảng điểm thi thử quá thấp. Những ngày qua, dư luận xôn xao vụ việc, điểm thi tại tỉnh Hà Giang có nhiều điểm bất thường. Cụ thể là phổ điểm của tỉnh này rất lạ khi có tới 36 thí sinh dự khối A1 đạt 27 điểm trở lên, chiếm 47,37%, vì cả nước chỉ có 76 thí sinh đạt được mốc điểm này mà thôi. Phổ điểm từ 9 đến trên 9 của tỉnh này cũng cao hơn điểm 8 đến dưới 9. Ngoài ra, điểm thi đại học xét theo khối A, B, C của các thí sinh cũng cao nổi trội, trong khi đó thì điểm thi tốt nghiệp các môn khác chỉ vừa vặn để qua điểm liệt. Bên cạnh đó, các thí sinh cũng gây tranh cãi khi có điểm thi thật quá cao nhưng điểm thi thử lại lẹt đẹt, thậm chí ở mức dưới trung bình. Những điểm số kỳ lạ này đã khiến cho nhiều người rẫy lên nghi án điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại Hà Giang có tiêu cực. Lúc này dư luận hướng sự quan tâm đến những thí sinh đứng đầu bảng danh sách giành điểm cao tại Hà Giang, cụ thể là 3 thí sinh có tổng điểm thuộc top cao nhất cả nước, bạn tên TT, HL và VA. Được biết TT có số điểm khá cao ở các môn toán 9,6, vật lý 9,5, hóa học 9,5, sinh học 9,75. Còn bạn HL có điểm toán 9,8, ngữ văn 8,5, tiếng Anh 9,8. VA thì đạt toán 9,6, ngữ văn 9,75, ngoại ngữ 9,6. Mặc dù điểm thi thật rất cao nhưng các thí sinh này hầu hết đều có kết quả thi thử rất là bết bát. Cụ thể, bạn TT có điểm thi thử toán 7,4, hóa và sinh 5 điểm. Kỳ thi thử thứ hai là vào ngày 5 tháng 5, học sinh này chỉ đạt toán 5,8, sinh học 6,75. Bạn HL có điểm thi thử lần đầu toán 4,4, ngữ văn 5,25, tiếng Anh 7,2. Ở lần thứ hai thì HL đạt điểm toán là 5,4, ngữ văn 4,75, tiếng Anh 5,6. Trong bảng điểm thi thử lần thứ nhất của trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Giang, VA đạt điểm toán là 4,6, vật lý 2,5, hóa học 2,25. Ở lần thi thử thứ hai thì học sinh này đạt các điểm như toán 5,4, các môn khác không có điểm. Học sinh buồn vì bị miệt thị, nhà trường khẳng định 2 trong số 3 thí sinh giành điểm cao không phải là con ông cháu cha. Kết quả chênh lệch một trời một vực, trong khi không chỉ một mà cả hai kỳ thi thử đã khiến cho dân cư mạng tin rằng điểm số có được trong kỳ thi Trung học Phổ thông vừa qua của cả 3 người đều là giả dối, do mua điểm hoặc vì gia thế con ông cháu cha mà có. Trước nghi án này thì bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Giang cho biết, hai bạn TT và HL đều có bố mẹ làm công việc bình thường, không thuộc gia đình quyền quý hay là con ông cháu cha như dân cư mạng cứ nghi ngờ. Trong đó thì cả bố mẹ của TT là giáo viên bình thường, bố của HL làm kinh doanh, mẹ là giáo viên. Riêng học sinh VA thì bà Hằng không có thông tin. Bà Hằng cũng cho hay, lùm xùm liên quan đến điểm thi đang làm các học sinh có điểm cao cảm thấy lo lắng, hoang mang, tâm lý bị xáo trộn. Vị lãnh đạo nhà trường này rất mong muốn các cơ quan chức năng sớm có kết quả rà soát để phụ huynh và thí sinh được an tâm.
Sau khi điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia được công bố thì không ít thí sinh cảm thấy buồn bã và thất vọng, có bạn suy sụp khi cho rằng kết quả không phản ánh đúng thực lực học của nhiều bạn bè mình quen biết. Bởi lẽ nhiều người học hành không ra sao nhưng lại có kết quả thi quá cao, trong khi đó thì những bạn đã đạt điểm cao bằng thực lực nhưng lại bị đánh đồng là bố mẹ dùng tiền thi hộ. Một số người không nắm bắt hết tình hình đã dùng những ngôn từ xúc phạm, suy đoán ác ý để nói về cả những người vô can trong vụ bất bình thường điểm thi. Người ta nói dân Hà Giang dùng tiền để mua điểm, quy chụp cho tất cả học sinh Hà Giang đều như nhau. Em rất buồn và các bạn em cũng vậy, sắp tới nếu như trúng tuyển thì em xuống Hà Nội học và chưa hình dung ra được các bạn sẽ nhìn những sinh viên đến từ Hà Giang như em với ánh mắt như thế nào. Trích từ lời của thí sinh Ngọc Hà thuộc Hà Giang trả lời phóng viên báo Tri thức trực tuyến.